mà nói đến những cái hạng mục cần có trong một cái bộ hướng dẫn sử dụng khung thương hiệu ấy, thì không có một cái nguyên tắc bất di bất dịch nào cả. Thì cái bộ hướng dẫn này nó có thể khác nhau tùy vào từng công ty. Thì về cơ bản thì đây là một cái cẩm nang về cái cách sử dụng cái khung thương hiệu dành cho tất cả mọi người trong doanh nghiệp và các cái đối tác làm truyền thông cho doanh nghiệp nữa. Thì những cái thông tin cơ bản cần đưa vào bộ hướng dẫn sẽ gồm có: đầu tiên là tất cả những cái mục ở trong bộ khung thương hiệu phía trên nhá, nếu như bạn có. Nhưng mà ở trong cái bộ hướng dẫn ấy, thì bạn sẽ cần phải cụ thể hơn các mục như là về thiết kế logo và các trường hợp sử dụng này, các cái nguyên tắc phối hợp màu sắc và chi tiết về cách sử dụng màu sắc, những cái bộ kiểu chữ, các kiểu chữ và giọng văn, tông giọng cũng như là phong cách thể hiện câu chữ nói chung được sử dụng trong những cái thể loại nội dung như là thông báo báo chí này, blog, email, thỏa thuận kinh doanh hay là cái việc trả lời comment của khách hàng. Thế nữa là bạn xác định cái phong cách sử dụng hình ảnh, bạn sẽ đi trả lời câu hỏi hình ảnh của thương hiệu sẽ như thế nào trên thị trường, các cái phong cách hình ảnh khác nhau tùy vào từng tình huống, những cảm xúc mà chúng sẽ khơi gợi, vân 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 vân. Ví dụ như là cái thương hiệu X-Men ấy thì sẽ xoay quanh phong cách hình ảnh là đàn ông nam tính. Và hướng dẫn về cách thể hiện từ ngữ câu chữ, cái phần hướng dẫn này ấy, thì cần được quy định chi tiết bao gồm các cái trường hợp viết hoa trong tên thương hiệu này, vị trí cụ thể để được đặt tên thương hiệu cũng như là câu khẩu hiệu và bao hàm cả những cái trường hợp mà không được sử dụng chúng nữa. Tóm lại thì bạn hãy nhớ, tất cả nhân viên thì nên có sẵn một bản in và luôn luôn có thể tiếp cận với lại bản mềm của cái tài liệu hướng dẫn việc sử dụng khung thương hiệu này. Bởi vì sao? Bởi vì một thương hiệu dù có nhỏ hay là lớn đến đâu thì cái điều quan trọng là vẫn phải hướng đến một cái sự nhất quán ở trong thương hiệu, và chính cái sự nhất quán này sẽ tạo ra niềm tin của thương hiệu. Và những cái người mà có trách nhiệm liên quan trực tiếp đến cái việc xây dựng thương hiệu thì họ phải là người tiếp cận với đầy đủ các cái file logo này, file thiết kế đồ họa cũng như là các tài liệu khác ở trong cái bộ khung thương hiệu. Vậy thì suy cho cùng, cái cuộc chiến xây dựng thương hiệu ấy, nói cách khác là cuộc chiến mindset chiếm lĩnh tâm phần trong đầu khách hàng, là một cuộc chiến dành cho những người bền bỉ, giống như kiểu mưa dầm thấm lâu ấy. Và để có thể mưa dầm thấm lâu một cách hiệu quả thì chúng ta phải có được một sự nhất quán. Và trong cái hành trình đó, đương nhiên rồi, như đã nói, cái sự nhất quán thương hiệu là điều doanh nghiệp cần phải kiên trì phấn đấu trong suốt quá trình phát triển. Nếu bạn không xác định rõ cái bộ khung thương hiệu, doanh nghiệp chắc chắn sẽ phải lo lắng rằng cái hình ảnh thương hiệu sẽ dễ bị hiểu lầm và trở thành cá mè một lứa giữa cuộc cạnh tranh gay gắt hiện nay.